không em đến tìm hướng dài từ bước cô đơn. Xin chào tất cả các bác, hiện tại em đang ở Long Biên, Hà Nội. Hôm nay em có lắp đặt cho anh Khoa một bộ karaoke âm thanh. Đây là nhà của anh Khoa. Nhà cao ngất ngưởng luôn. Bên em sẽ bắt đầu di chuyển vào. Thì cấu hình này của anh thì nó sự cấu hình của quốc dân rồi. Một đôi loa full bass 30, vang số mic đẩy và súp điện bass 30. Một phòng, một cấu hình rất là tốt. Đây, bên em đã đến nơi rồi. Thì hiện tại dự định thì bên em sẽ để đấy là hai chiếc loa ở hai bên này, súp sẽ để bên kia và các thiết bị sẽ để lên trên của súp luôn. Đẩy và súp loa thì bọn em sẽ dự định sẽ để hai phía bên này. Rồi thì bên em sẽ kết nối dây jack này và dây loa. Đây, bên em đã sử dụng như thế này. Loa để đây, thiết bị kia, đầy đủ các thiết bị rồi. Bên em đã vừa bàn giao xong cho anh Khoa ở Long Biên, Hà Nội. Xin chào các bác và hẹn các bác trong các clip tiếp theo.